Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Điều dưỡng Việt Nam 26 tháng 10 năm 1990, 26 tháng 10 năm 2020, Sở Y tế đã phát động cuộc thi ảnh Nét đẹp người điều dưỡng Hà Tĩnh và cuộc thi viết Tôi tự hào là người điều dưỡng. Các cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh tham gia và thực sự trở thành hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh những cán bộ điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh, những người đã âm thầm đóng góp quan trọng vào công tác chăm sóc sức khỏe người bệnh. Nội dung này sẽ được phản ánh trong phần đầu của chuyên đề Y tế và sức khỏe ngày hôm nay. Mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Đây là 48 tác phẩm của các đơn vị y tế trong toàn tỉnh gửi về tham gia cuộc thi ảnh Nét đẹp người điều dưỡng Hà Tĩnh. Dù được chụp bởi các tay máy không chuyên, nhưng mỗi tác phẩm dự thi là một câu chuyện ân tình giữa người cán bộ điều dưỡng và bệnh nhân, ghi lại những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp về người điều dưỡng Hà Tĩnh trong hoạt động chăm sóc người bệnh. Đặc thù của bệnh của bọn em là trẻ nhỏ, các trẻ đều không biết nói hoặc là những trẻ sơ sinh. Giống như mình đứng chăm sóc những cái đứa trẻ này, mình có thể để mắt được xem cháu kia có ngưng thở hoặc là sữa hay không, giống như là cái linh cảm nghề nghiệp ấy, bắt buộc mình phải như thế. Bởi vì là trong cái số lượng điều dưỡng và chăm sóc được các bé đấy thì rất ít, mà trong phòng điều đấy thì cũng rất nhiều trẻ. Giả dụ như cả đó là trong phòng sơ sinh cấp cứu đặc biệt, còn những ở ngoài thế đi buồng tiêm thế, có thể tiêm bệnh nhân này nhưng cứ đứa trẻ khác có thể ho sặc sụa bên cạnh. Thì mình nhiều khi cũng phải là làm tác động hoặc quay là nhìn hướng dẫn cho mẹ hoặc là cả cái động tác khác. Từ những bức ảnh quý với nguyên mẫu là điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh đã thể hiện được thông điệp chính của cuộc thi là tôn vinh nét đẹp của người điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân, trong hoạt động thường ngày tại các cơ sở y tế. Tuy vất vả nhưng không kém phần thân thiện, thanh lịch. Người điều dưỡng phải có một cái sự tận tâm với bệnh nhân và phải rất là chu đáo trong công việc của mình. Cũng rất may mắn là như vậy, là cho đến thời điểm bây giờ thì cái công tác điều dưỡng cũng đã được cấp trên ghi nhận và được người bệnh cũng như là người nhà của người bệnh họ rất là tin yêu. Tại cuộc thi viết Tôi tự hào là người điều dưỡng đã có 48 tác phẩm đến từ các đơn vị y tế trên toàn tỉnh tham gia dự thi. Các tác phẩm được truyền tải dưới nhiều hình thức như một câu chuyện kể về nghề. Đó có thể là lá thư mẹ gửi cho con hay những dòng nhật ký cuộc đời, thể hiện lòng yêu nghề, tự hào với nghề điều dưỡng, sự quyết tâm, cố gắng vượt qua khó khăn trong công việc để chăm sóc tốt cho người bệnh. Ngày đầu tiên mà tôi đến làm việc tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh thì tôi rất là bất ngờ và xúc động vì có rất nhiều hoàn cảnh, có rất nhiều bệnh nhân nặng, có nhiều hoàn cảnh đáng thương lắm. Nhìn họ thì tôi không thể cầm được lòng và nhờ đó thì tôi luôn luôn thúc giục mình là phải cố gắng làm việc để giúp đỡ họ một phần nào phục hồi lại sức khỏe và trở về cuộc sống hạnh phúc thường ngày của họ. Các tác phẩm ảnh và bài viết đã được đăng tải trên trang Facebook, fanpage của ngành y tế và Hội Điều dưỡng Hà Tĩnh, thu hút được sự chia sẻ, bình chọn của một lượng lớn cộng đồng mạng, tạo được hiệu ứng xã hội rộng rãi. Ban giám khảo đã tiến hành chấm điểm dựa trên các tiêu chí như tỷ lệ bình chọn trên mạng xã hội, chủ đề thể hiện, nội dung và hình thức thể hiện, cũng như thông điệp mà các tác giả muốn gửi gắm qua tác phẩm. Kết quả, ban tổ chức đã trao 18 giải cho cuộc thi ảnh Nét đẹp người điều dưỡng Hà Tĩnh và 18 giải cho cuộc thi viết Tôi tự hào là người điều dưỡng. Ngoài ra, Hội Điều dưỡng Hà Tĩnh cũng trao thêm các giải chuyên đề cho các tác phẩm đặc biệt. Hà Tĩnh hiện có hơn 2.200 cán bộ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y đang làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước, trường cao đẳng y tế và các cơ sở y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến xã. Thời gian qua, đội ngũ điều dưỡng đã góp phần quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe người dân. Thông qua các cái hoạt động của tỉnh hội Hà Tĩnh, mời chúng tôi đến như tham dự những cái buổi như là mở lớp đào tạo chuyên môn cho điều dưỡng. Thế rồi các hội nghị khoa học, các buổi chia sẻ kinh nghiệm thì tôi có một nhận xét rằng là các em đã phát triển rất là nhiều. Trình độ của các em được nâng lên, ví dụ như là cao đẳng, đại học, thạc sĩ,
Và bây giờ cũng có một số em là đang đi học tiến sĩ. Thế thì tôi thấy là qua tất cả những cái đó cộng với cái sự, cũng phải nói là một cái sự chăm sóc của cái đội ngũ lãnh đạo của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, cho nên là các em ấy có tinh thần, có tư duy và dám đổi mới. Và với cái tinh thần đấy thì tôi cũng nhận được là theo dõi thì tôi thấy là cái thắc mắc của người dân càng ngày càng giảm đi, đặc biệt là đối với công tác điều dưỡng thì ngày càng giảm đi, không có nhiều những cái khiếu kiện về cái mặt như là tinh thần, như là thái độ, rồi như là chất lượng dịch vụ. Công việc của người điều dưỡng, hộ sinh thầm lặng như công việc của người vợ, người mẹ. Tại các cơ sở khám chữa bệnh, họ là những người trực tiếp chăm sóc cả thể chất và tinh thần cho người bệnh, quản lý nguồn lực của khoa phòng, vận hành bảo quản các thiết bị y tế, cung cấp các kết quả cận lâm sàng chính xác, kịp thời, hỗ trợ cho công tác chẩn đoán và điều trị, bảo đảm cho môi trường cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, an toàn. Tại cộng đồng, họ là những người trực tiếp gần sân để triển khai các chương trình y tế cộng đồng, đi từng ngõ, gõ từng nhà để điều tra, giám sát, phát hiện, phòng ngừa dịch bệnh. Thời gian qua, hình ảnh người điều dưỡng Hà Tĩnh đã trở nên thân thiện, gần gũi với người dân, có sức lan tỏa trong xã hội. Đặc biệt là việc xây dựng hình ảnh người cán bộ y tế Hà Tĩnh theo các tiêu chí ba xây, ba chống và ba biết. Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương sáng, những nghĩa cử cao đẹp của người cán bộ y tế nói chung và đội ngũ điều dưỡng nói riêng dành cho người dân và bệnh nhân. Trong thời gian tới thì ngành y tế tiếp tục tăng cường chỉ đạo cũng như là tạo điều kiện để cho hệ thống điều dưỡng trong toàn ngành từ tỉnh cho đến cơ sở đáp ứng tốt hơn cái vai trò, cái trách nhiệm và nâng cao cái kỹ năng của mình trên tất cả các lĩnh vực, từ cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh cũng như là các cái dịch vụ về lĩnh vực y tế dự phòng, bảo vệ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, và đặc biệt là tiếp tục cái đổi mới cái tinh thần thái độ phục vụ cũng như nâng cao cái năng lực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng các cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái thời gian tới. Qua mỗi cuộc thi đã giúp ngành y tế và hội điều dưỡng nhìn nhận, đánh giá lại những việc đã làm được, chưa làm được, khắc phục những tồn tại yếu kém trong công tác chăm sóc người bệnh để hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc và sự hài lòng của người dân với tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp, an toàn người bệnh. Kính thưa quý vị và các bạn, ARV là thuốc điều trị dành cho những người nhiễm HIV, có tác dụng làm giảm sự phát triển của virus và làm chậm việc chuyển sang giai đoạn AIDS. Hiện nay có gần 90% bệnh nhân nhiễm HIV ở Hà Tĩnh đang được chăm sóc và điều trị ARV. Nhờ tuân thủ điều trị ARV nên hầu hết các bệnh nhân đều sống khỏe mạnh, có ích. Mặc dù HIV chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng đối với người nhiễm, nếu phát hiện sớm và tuân thủ điều trị ARV thì sẽ kiểm soát được tải lượng virus HIV trong máu. Từ đó sẽ làm giảm lây lan dịch trong cộng đồng, giảm số lượng bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS và giảm tỷ lệ tử vong do AIDS. Đồng thời giúp cho người nhiễm HIV cải thiện, nâng cao sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, tăng chất lượng cuộc sống, tham gia học tập, lao động, sản xuất bình thường như bao người khỏe mạnh khác. Về công tác điều trị thì đã được đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, máy móc đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh. Rồi hệ thống cán bộ đã được đào tạo cơ bản, đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh trên địa bàn. Trong những năm qua thì phòng khám của trung tâm đã triển khai khám và thu dung hiện nay đã trên 400 bệnh nhân cho bệnh nhân người không may nhiễm HIV. Tuy nhiên, công tác điều trị vẫn còn gặp một số cái khó khăn nhất định, đó là về cái kỳ thị. Một số bộ phận nhỏ trong cộng đồng vẫn còn nhìn nhận người nhiễm HIV chưa đúng và còn xa lánh, còn kỳ thị.
Tính đến thời điểm này, tại Hà Tĩnh đã ghi nhận hơn 1.900 bệnh nhân HIV/AIDS, trong đó có gần 960 bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS và gần 400 bệnh nhân tử vong. Hiện tại, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Tĩnh đang điều trị ARV cho 438 bệnh nhân nhiễm HIV. Tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ điều trị tại phòng khám tư vấn điều trị HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đạt gần 100%. Tất cả các bệnh nhân tham gia điều trị ARV đều tăng 2-4 kg, sống khỏe mạnh, tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp đỡ gia đình và xã hội. Bệnh nhân này được đưa vào chương trình điều trị uống thuốc ARV cách đây 6 năm. Ngày đầu bước vào điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân khá yếu, bị nấm vào miệng, ho kéo dài. Qua quá trình điều trị bằng thuốc ARV đều đặn và đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý, tâm lý luôn thoải mái, nên bệnh nhân đã có được sức khỏe tốt, tìm được việc làm ổn định, lập gia đình và sinh con. Điều hạnh phúc nhất đó là con gái của anh hoàn toàn khỏe mạnh, không bị nhiễm HIV. Từ ngày uống thuốc thì sức khỏe của tôi đảm bảo. Cả cái thuốc như phòng lao rồi thì được phát miễn phí. Sau khi uống thì tôi cảm thấy sức khỏe rất ổn định hơn nữa. Trước tiếp xúc với bác sĩ cấp thuốc thì nhiệt tình, niềm nở mong muốn của các cái bệnh nhân uống thuốc ăn ra về thì nói chung là được cấp thuốc đầy đặn và miễn phí. Các cái dự án như kiểu khám chữa bệnh và phát thuốc thì được duy trì lâu dài để người bệnh được sử dụng. Còn đây là một bệnh nhân khác đến từ huyện Cẩm Xuyên. Nhờ duy trì uống thuốc ARV theo chỉ dẫn nên chị khá khỏe mạnh. Tải lượng virus của chị luôn dưới ngưỡng phát hiện. Có sức khỏe tốt nên ngoài công việc cá nhân, chị còn tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ cộng đồng phòng ngừa lây nhiễm HIV. Chị là nghĩ là chị chứng hoạt động được vì thì về nhà là tự nhiên là uống thuốc cá rồi về vô là hân cừ được rồi là chị sống lại, chứ chị cái lúc đó là người của chị là 57 kg mà sau chị sụp được có 34 kg 35 kg nữa thôi. Bản thân chị chưa cảm thấy là sức khỏe chị bình thường. Mặc dù tuân thủ điều trị ARV mang lại nhiều lợi ích cho người nhiễm HIV, nhưng khó khăn đặt ra hiện nay đó là nhiều người có H vẫn chưa biết tình trạng bệnh. Và do vậy, vô tình họ sẽ là nguồn lây cho cả cộng đồng. Điều này giải thích vì sao số người mắc HIV vẫn còn cao. Mỗi năm Hà Tĩnh phát hiện trung bình khoảng 70 đến 80 bệnh nhân nhiễm mới HIV. Thời gian qua, CDC Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động giúp đỡ những người nhiễm HIV. Kết quả, tỷ lệ bệnh nhân HIV điều trị bằng thuốc ARV gia tăng hàng năm. Nếu như năm 2014 có 190 bệnh nhân HIV điều trị ARV đạt tỷ lệ 84%, thì đến năm 2019 đã có 406 bệnh nhân điều trị ARV đạt tỷ lệ 86,6%. 9 tháng đầu năm 2020 có 438 trên 495 bệnh nhân HIV điều trị ARV đạt tỷ lệ 88,4%. Hiện vẫn còn 57 người được chẩn đoán nhiễm HIV nhưng chưa tham gia điều trị ARV. Trong thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Tĩnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để là cho cộng đồng dân cư cũng như toàn thể mọi người nắm được kiến thức về phòng chống HIV và hiểu được HIV để nhìn nhận đúng mức với người không may bị nhiễm HIV. Cái thứ hai nữa là công tác phòng chống HIV phải có cái sự vào cuộc của tất cả các ban ngành và các cấp để trong thời gian tới triển khai một cách đồng bộ và đạt được cái kết quả cao hơn. Đối với bệnh nhân ấy, mà không may bị nhiễm HIV thì cần phải đến các cái cơ sở y tế để được tư vấn và được hướng dẫn để tiếp cận các cái dịch vụ khám chữa bệnh một cách nhanh nhất và sớm nhất. Để hoạt động phòng chống HIV/AIDS đạt hiệu quả như mong muốn, thì bên cạnh nỗ lực của ngành y tế, rất cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành, nhất là chính quyền địa phương. Đồng thời, những người nằm trong nhóm có nguy cơ cao nên tiếp cận xét nghiệm HIV sớm để có biện pháp chăm sóc và điều trị kịp thời.
những người nhiễm HIV cần tham gia điều trị ARV theo đúng hướng dẫn của bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên đề y tế và sức khỏe kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.